không ao chừng. Hay chúng ta đang ở trên mọi nền tảng tình hình. Hay chúng ta đang bận biệu với những công việc đồng áng thường ngày. Lý xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng nhau bất chấp thời gian quý báu bắt đầu của mình để cùng nhau trở về với đại lễ vô quy mừng hạnh phúc trên nắng trên tình hình của chúng ta trong chương ngày hôm nay. Quý vị toàn thể quý vị sẽ cùng nhau chứng kiến những giây phút hạnh phúc nhất, cảm xúc tâm hoa nhất đến từ cộng đồng người của chúng ta trên tờ phòng này phi nồng. Bất kể cùng ai thương từng thành sức được hiểu. Nhưng lần cho đâu có thể thì sẽ làm cả ta sống phải phú gia ta ngay. Trước sau này diện thật sống phải phú gia ta ngay. Để các bạn tấn con được phù hợp nhé mới. Bây giờ có biết thế này phòng này phi nồng hải đêm. Phòng này phú bền già. Bên ta là phía nay bền chính quyết giá bàn. Hãy giữ cái đỏ ngất cưới. Hãy bảo cả chúng cho cả mắt cùng ngất cưới. Và mắt cùng ngất lòng không còn là nô. Bỗng sao bên nằm chọc quá trời trầu. Góc khi lầu chúc cháy bên hồng. Tên là mới, sẽ có mây. Sẽ có mấy tên lại của mẹ vì đồng hải em chụp hùng của chúng con. Vinh dự và điều hạnh phúc lớn lao cho đại gia đình. Vỡ xin dịch của toàn thể quý vị đoàn viên khách quý. Sẽ được góp một phần lớn cho sự thành công của đại lễ vô quy mừng hải hỗn cho năm trong một ngày nữa. Dù bao chính này chúng ta sẽ chờ đón từng lượt khách quý những chờ đón bạn thân. Tiếp cách như tiếp người thân trong nhà. Vâng, xin được trân trọng kính mời những ta thích kế mời đến sự diện của toàn thể quý vị đoàn viên khách quý. Công ơn sinh thành. Dạ vâng, chính vì lý do trang trọng và lịch sự này thì ban tổ chức chương trình chúng tôi xin được trân trọng kính truyền lời mời đến phía đại diện hai bên gia đình. Và đầu tiên xin được trân trọng kính mời đến phía đại diện phía Tư Giao nhà trai. Xin được trân trọng kính mời bác Lường Văn Loan cùng với bác Lò Thị Minh ở. Xin được trân trọng kính mời bác sẽ trở về phía trung tâm sân khấu chính và đứng cạnh người con trai thân yêu của mình ở. Và cùng chung tay với cánh thép hồng xin được trân trọng kính mời phía Tư Giao nhà gái. Xin được trân trọng kính mời bác Lò Văn Hướng cùng với bác Lò Thị Khoa. Và xin được trân trọng kính mời bác sẽ đứng sẽ di chuyển ở phía trung tâm sân khấu chính và đứng cạnh người con gái thân yêu của mình trong ngày vui ngày hạnh phúc ạ. Và toàn thể quý vị ơi, một tràng vỗ tay thật lớn để nâng niu với chân sư diện của đại diện bên gia đình ạ. Hôm nay có sự diện của phía Tư Gia Hoàng Nhà Trai. Chú Bếp Nhật Sơn xin được trân trọng giới thiệu nhạc kính mời bác Lường Văn Loan cùng với bác Lò Thị Minh à. Xin kính mời hai bác sẽ tiến lên một bước ạ. Và toàn thể quý vị em một tràng vỗ tay thật lớn để chờ đón phía Tư Gia Hoàng Nhà Trai của chúng tôi ạ. Thì xin được trân trọng cảm ơn những tràng vỗ tay của toàn thể quý vị. Và song hành với những tràng pháo tay của toàn thể quý vị đó chính là màn bắn pháo hoa vô cùng rực rỡ đến từ trung tâm tổ chức sự kiện cho buổi trưa ngày hôm nay đã chính thức khai mạc buổi lễ vô quy mừng hạnh phúc cho năm cho cả đời nương. Sống bản sáng la, sống hàng sáng xá. Các bà tả lại, cô đàn hóa của những bụi nguyên trang một cảnh theo thảo hương bên tì. Ơ hợp mấy anh, ơ dưng kính thảo tàu đà, dưng kính bà tàu tánh, dưng kính thảo quá bom mắm mời ở đây nó bò mẹ tên cọc tên xích tên sao nữa.
Dạ vâng, thưa toàn thể quý vị thân mến, và vừa rồi thì toàn thể quý vị đã cùng nhau vừa được lắng nghe bài phát biểu của bác trưởng đoàn phía Tư Gia Hòa Nhà Trai. Và nhà trai thì cũng đã phát biểu xong rồi, và ngại và nhà gái thì cũng phải tỏ lòng đôi họ ba câu, tỏ lòng cho bên rể bên dâu, tỏ lòng cho hai họ về lâu về dài. Dạ vâng, chính vì vậy thì ban tổ chức chương trình chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời một vị đại diện sẽ đại diện cho phía Tư Gia Hòa Nhà Gái có đôi lời phát biểu do nhà rể cũng có những lời cảm ơn đến sự diện của toàn thể quý vị. Đó, xin được trân trọng kính mời bác ạ. Bán đùng ơi, bán đùng bán đàn sáu nhám trao khẩu đằng ơi, cực biệt phải diện tó bản tó mương tó nhà tó xá tó chủ tó chủ tó tỉnh cả đại đại tỷ tỷ đại khẩu phải đẹp chém ngam phải điểm tất trăm phần năm tó khốn ơi, sao bón tón hẳn xong bón nòng bón đúng sao cái đẹp tất trăm phải hỏi nàng lung nàng ta nàng ca nàng nai ơi, chẳng để sòng tỷ ham sàm tỷ cái chàng chậm bây giờ các na khả bây giờ đào khẩu còn mè bè tả na khả bén sống xuân ơi, nòng lung sao bây giờ thưa giờ dạo giờ tàu giờ chi hình tượng như tàu bốn lông nào, bốn tà đấm, bốn pha đấm, bốn côn đấm trẻ đấm. Một bài phát biểu không dài và cũng không ngắn nhưng mà vô cùng đầy đủ chân thành và ý nghĩa, phải không toàn thể quý vị? Dạ vâng, và có lẽ rằng ngày hôm nay thì nhà trai thì đưa rể về đây, giáo con giáo cháu để làm rể bên này. Nhà gái thì cũng đã trình bày để cho hai bạn từ nay một nhà. Và có lẽ rằng ngay từ phút này đây để gắn kết tình cảm trong gia và cũng như là có những lời cảm ơn đến sự diện của toàn thể quý vị, thì đại gia đình của chúng tôi cũng sẽ có một chén rượu để thay cho những lời cảm ơn đến sự diện của toàn thể quý vị. Dạ vâng, chính vì vậy xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng nhau rót đầy ly rượu của mình được không toàn thể quý vị ơi. Và xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ giơ thật cao ly rượu của mình lên ạ. Và tất cả quý vị có thể nghe tiếng hiệu lệnh của MC đúng không? MC sẽ đếm 2 ba số, 2 ba uống và 2 ba chúc mừng nha tất cả quý vị ơi. Quý vị sẵn sàng chưa? Quý vị ơi, 2 ba, chúc mừng. Và xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị sẽ cùng nhau cạn ly và cùng chúc mừng ạ. Hôm nay đây xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng nhau hướng mắt nhìn của mình trở về phía trung tâm sân khấu chính để cùng nhau chứng kiến những nghi lễ vô cùng hạnh phúc, vô cùng thiêng liêng trong buổi trưa ngày hôm nay. Và đó chính là cặp đôi nữ của chúng ta sẽ trao cho nhau những chiếc nhẫn, những kỷ vật thiêng liêng để nói lên rằng ngày hôm nay, ngày 15 tháng 2 năm 2023, cặp đôi tân lang, cặp đôi tân gia nhân của chúng ta sẽ chính thức nên vợ thành chồng. Và xin được trân trọng kính mời hai bạn sẽ cùng nhau tiến lên một bước và sẽ cùng nhau cho ra cặp nhẫn tình yêu ạ. Và xin được trân trọng kính mời hai bạn sẽ từ từ quay mặt trở về nhau. Và cho phép nhà sơn xin mượn lại bó hoa của cô dâu của chúng ta. Và xin được trân trọng kính mời chàng rể của chúng ta sẽ đeo chiếc nhẫn lên ngón tay áp út của cô dâu. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và chiếc nhẫn là một vật thể hình tròn, không có điểm đầu và cũng không có điểm kết thúc. Và chiếc nhẫn được ví như là vòng tròn của cuộc sống. Và từ ngày hôm nay, hai chiếc nhẫn đã được đeo lên ngón tay áp út của cặp đôi nương. Và xin được chúc cho hai bạn trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa vụ thề, thiết trường đời cửu mãi mãi không rời xa. Và một tràng vỗ tay thật lớn đến đây cùng chúc mừng toàn thể quý vị ơi. Và quý vị thân mến, với ngày hôm nay nhân ngày vui ngày phúc của cô dâu và chú rể, thì phía đại diện hai bên gia đình cũng có những món quà để trao để gửi tặng đến đến cô dâu và chú rể của chúng ta. Và đầu tiên xin được trân trọng kính mời bố mẹ của cô dâu ạ. Và trong thời gian qua thì bố mẹ có đất tích góp đã dành dụm được, và đến ngày hôm nay nhân cái con gái mình đi xây dựng hạnh phúc gia đình mới, thì bố mẹ có được một món quà, món của hồi môn để trao để gửi tặng lên người con gái thân yêu của mình. Và luôn cầu chúc cho mặt người con gái của mình sẽ được trăm năm hạnh phúc biểu đầm bố, không bỏ chẳng điểm chẳng sùng, mẹ chẳng trùng chẳng nhà ứ, có chiếc chẳng sùng biết lúc chẳng sùng biết bà cho mà biết bò biết mẹ hài hước, nó sẽ mang một niềm mưa buồn mưa mơ không sòng không lỗ nhinh. Ải em của bác mi sẵn xưa, mi trường lành sành hùng cả bồng sống cá ở sòng đù, mỏng cong ở sòng đù mặc cằn suốt chùa vàn đây. Dạ vâng, và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và trước mắt toàn thể quý vị, đó chính là món quà đến từ bố của cô dâu và dành tặng món quà đến người con rể của mình. Và thay lời cho cô dâu và chú rể, xin được cảm ơn món quà của bố mẹ rất nhiều, và xin được chúc cho bố mẹ luôn luôn may mắn, sức khỏe và
Phúc ạ. Và liên tục chương trình xin được trân trọng kính mời món quà đến từ em Quân ạ. Thiết trường đề cửu mãi mãi không rời xa. Và thay lời cho cô dâu và chú rể, xin được cảm ơn món quà của em trai và xin được chúc cho em luôn luôn may mắn, sức khỏe và hạnh phúc. Và quý vị thân mến, và liên tục chương trình xin được trân trọng kính mời món quà của chị Quyết ạ. Và xin được trân trọng kính mời chị Quyết sẽ tiếp cận sự cầu chính để có món quà để trao được gửi tặng đến hai người em của mình. Xin được trân trọng kính mời. Sẽ cùng nhau dùng những món ăn ẩm thực mà đại gia đình của chúng tôi đã chuẩn bị để chờ đón sự diện của toàn thể quý vị. Và cùng với đó cũng xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng nhau nâng những ly, những chén rượu đồng để cùng chúc mừng. Và xin được trân trọng kính mời. Và liên tục chương trình sau món quà của chị Quyết thì xin được trân trọng kính mời đến món quà của bố mẹ chú rể ạ. Xin được trân trọng kính mời món quà của bố mẹ chú rể. Và xin được chúc cho bố mẹ luôn luôn may mắn, sức khỏe và hạnh phúc ạ. Và có lẽ rằng là những niềm vui đó đã được nhân lên gấp đôi, gấp ba và gấp hàng trăm lần. Và với sự diện của toàn thể quý vị đã cùng nhau đông đủ trở về đây để cùng chúc vui và cùng chúc mừng. Quý vị thân mến, và tất cả những món quà vô cùng ý nghĩa thì đã được đại gia đình của chúng tôi trao tặng lên cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Và có lẽ rằng ngày hôm nay món quà to lớn nhất mà cô dâu và chú rể của chúng tôi nhận được đó chính là sự diện của toàn thể quý vị đã cùng nhau đông đủ trở về đây để cùng chung vui và cùng chúc mừng. Và có lẽ rằng ngay giờ phút này đây, để có những lời cảm ơn trực tiếp đến sự diện của toàn thể quý vị, cho phép Nhật Sơn xin được trân trọng kính mời đại gia đình của chúng ta sẽ di chuyển về phía những hàng tiệc mâm cỗ để có những ly rượu thay cho những lời cảm ơn đến sự diện của toàn thể quý vị. Và riêng cô dâu và chú rể thì sẽ nán lại tại sân khấu chính để thực hiện những nghi lễ tiếp theo. Xin được trân trọng kính mời hai bạn sẽ cầm lên chiếc dao ạ. Và sẽ cùng nhau cắt tượng trưng từng tầng bánh. Và mỗi tầng bánh sẽ mang theo một ý nghĩa khác nhau. Và đầu tiên xin kính mời hai bạn sẽ cùng nhau tay trong tay cắt tầng bánh đầu tiên, tượng trưng cho một nền móng tình yêu mà hai bạn đã dày công vun đắp. Và tầng bánh thứ hai tượng trưng cho sự nhiệt thành, cũng như sự cảm ơn của hai bạn đến sự nhiệt thành của toàn thể quý vị. Và tầng bánh cuối cùng tượng trưng cho một mái ấm gia đình. Và từ ngày hôm nay trở đi, hai bạn sẽ phải chung một mái ấm gia đình, chung cha, chung mẹ, chung chăn, chung gối, chung màn. Và sẽ chung cả những đàn con sinh từ nay trở về sau. Và toàn thể quý vị em một chàng với tay trần lớn đến đây cùng chúc mừng được không ạ? Vô cùng tuyệt vời. Xin kính mời các bạn sẽ cùng nhau tay trong tay ạ. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và trước mắt toàn thể quý vị đang được chứng kiến đó chính là một nghi lễ vô cùng sang trọng. Và chắc hẳn là từ chai rượu đầu tiên thì chàng rể của chúng ta đã có vô vàn kinh nghiệm rồi, các toàn thể quý vị. Và chàng rể ơi, bạn có cần tôi phải cầm tay chỉ việc nữa không ạ? Dạ vâng, xin được kính mời bạn sẽ sắc thật mạnh ạ, lắc thật mạnh ạ. Vô cùng tuyệt vời. Xin các bạn sẽ cùng nhau tay chung tay ạ. Chung tay chung sức chung lòng, tấm lòng sở sát giữa mình với ta, với nhất thân tình yêu bất diệt. Người hãy minh chứng cho giây phút trọng đại này của cảm động. Với nhất thân hạnh phúc, người hãy ban sắc điểm màu để gắn kết hai tâm hồn lại với nhau. Đã được ban tổ chức chương trình chúng tôi tiến hành vô cùng thành công và vô cùng nhanh chóng. Và có lẽ rằng ngay giờ phút này đây tại trung tâm dân chính ạ. Và toàn thể quý vị ơi, các bạn bè nam nữ thanh niên ơi, toàn thể quý vị có mong muốn thêm một nghi lễ gì nữa không ạ? Dạ vâng, và Nhật Sơn cũng xin được bật mí với toàn thể quý vị rằng Nhật Sơn thì đã khán dự rất nhiều buổi lễ thành hôn, hợp hôn hay là kết hôn. Và tất cả các buổi lễ này đều có một điểm chung là đó là đều phải hôn. Và phải hôn thì tình yêu mới được vẹn tròn và hạnh phúc của các toàn thể quý vị. Và ngày hôm nay thì cặp đôi nương của chúng ta thì cũng không thể nằm ngoài quy luật đấy. Dạ vâng, và chính vì vậy xin được trân trọng kính mời bạn sẽ từ từ quay mặt trở về nhau ạ. Cho phép Nhật Sơn xin được phép được mượn lại bó hoa của cô dâu của chúng ta. Và trước khi thể hiện thực hiện một nụ hôn ngọt ngào này thì Nhật Sơn xin phép được khẳng định lại tình yêu của hai bạn một chút ạ.
Và đầu tiên xin phép được khẳng định là tình yêu của chàng rể Văn Phương đi ạ. Chàng rể Văn Phương ơi, bạn có nguyện yêu cô dâu lo hà của chúng tôi cho đến suốt cả cuộc đời này, cho dù sau này có buồn vui, ốm đau hay mạnh khỏe mà, bạn hãy trả lời thật to là có hoặc không, để toàn thể quý vị chúng ta sẽ làm minh chứng cho buổi trưa ngày hôm nay ạ. Có. Vâng, và ngay giờ phút này đây xin được trân trọng kính mời cô dâu của chúng ta sẽ dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình sờ lần từ dưới lên trên ạ, và tìm đến bộ phận nào cứng nhất trên cơ thể chàng rể của chúng ta. Vâng, và đó chính là bờ vai vững chắc sẽ để cô dâu của chúng ta nương tựa đến suốt cả cuộc đời này. Dạ vâng, xin các bạn chàng rể của chúng ta sẽ đặt đôi bàn tay của mình lên bộ phận nào mềm nhất trên cơ thể của cô dâu ạ. Kính mời chàng rể ạ. Dạ vâng, và đó chính là bờ eo thon của người con gái, đúng không các bạn thầy quý vị? Và ngay giờ phút này xin được trân trọng kính mời bạn sẽ chuẩn bị lắng nghe theo yêu lệnh của MC nha. Nhớ sau sẽ đến 1, 2, 1 đến 3 thì nụ hôn sẽ được bắt đầu. Và nhớ sau sẽ đến từ 3 trở về 1 thì nụ hôn mới được kết thúc nha các bạn, rõ chưa? Và tất cả hứa cùng nhớ sau nha các bạn. Tất cả quý vị ơi! 1, 2, 3, bắt đầu! 3, 2, 1, và vui chờ một tay thật lớn nào! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cây dưa lên thì sao?